Wow, không biết là mấy người này có biết mình không ta? Nó để lại hỏi thăm chơi thôi. Ok. Hello. Hồi nãy giờ thấy thấy em bay máy bay, nó tính lại hỏi thăm. Mavic em. Đó, ok, Mavic 2 Zoom nha các bạn. Đó thì hôm nay đi chơi, đó, gặp được gọi là gì ta? Rồi em nói gì fan hâm mộ nha. Idol lâu năm ha. Chào bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với Mũi Nai Smith nha. Đó thì mới thấy xa xa có một bạn bay flycam, các bạn không biết có quen nữa, để mình ra mình hỏi thăm mà. Đó. Wow, có một bạn đang bay, hình như là con gì không thấy nữa các bạn ơi, mắt mình hơi cận nha các bạn. Để lại gần hỏi coi. Wow, không biết là mấy người này có biết mình không ta? Nó để lại hỏi thăm chơi thôi. Ok. Hello. Hồi nãy giờ thấy thấy em bay máy bay, nó tính lại hỏi thăm. Mavic em. Đó. Ok, Mavic 2 Zoom nha các bạn. Đó thì hôm nay đi chơi, đó, gặp được gọi là gì ta? Rồi em nói gì fan hâm mộ nha. Idol lâu năm ha. Ok. Rồi, từ cái thời mà Phantom 3S tới giờ đó. Dạ em chơi lâu chưa? Dạ chơi lâu rồi. Lâu rồi hả? 3 năm hả? Lúc dạ. Trước đầu tiên chơi con gì? Đầu tiên chơi là cái con Quad Copter của Quad rồi. Vậy hả? Em bay Quad Racing được hả? Quad Racing thì hồi lúc có bay bộ beta mà chó mặt có bán này. Vậy hả? Ừ. Chút xíu anh cũng định bay nè, tại anh thấy em bay tính qua hỏi thăm có quen không? Ai ngờ quen thiệt, em tên gì? Dạ Hào. Em tên Hào hả? Nhà em ở đây luôn hả? Dạ em ở Gạch Giá nè. Ở Gạch Giá hả? Ờ. Trời, rồi. Hôm nay gặp được thầy quá là mừng luôn, đó giờ đâu coi. Rồi, nè ok. Đây đây, bạn, em... này, bạn này cũng bay Lycam nữa nè. Vậy hả? Có E2 nè. Ok, thì chút xíu nữa mình giao lưu luôn ha, để lấy máy bay con E3, anh có đem lộn con Mini 3 rồi nè. Ồ, hồi sáng mới bay Mini 3 rồi luôn. Vậy hả? Rồi ok, rồi thể giao lưu luôn ha, để lấy máy bay rồi ha. Nha mấy bạn. Ok. Rồi ok, vài bữa nữa Hào lên kênh YouTube của anh coi nha. Ok. Đó thì hôm nay vô tình gặp được bạn Hào ở Mũi Nai Biz nha các bạn. Đó. Một fan hâm mộ cũng khá lâu hả Hào? Dạ vâng. Đó, lúc trước em coi đầu tiên của anh là clip gì nhớ không? Review Phantom 3S. Rồi, trời Phantom 3S là lâu lắm rồi nha, đời đầu luôn rồi. Đúng rồi. Đó, đời đầu luôn rồi. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ Đây, thêm một bạn nữa. Giao lưu với em Hào, cũng như em tên gì? Em tên Đức. Em tên Đức phải không? Rồi, giao lưu với bạn Hào, với bạn Đức nha các bạn. Đó, nói chung là cũng không ngờ các bạn ơi. Đó. Cũng gặp thầy Lộc ở đây luôn. Ôi trời ơi, cũng fan cứng đó. Ok, đó, anh có đem Ron FPV nữa nhưng mà ở đây anh thấy cũng bữa nay gió ít nè, cũng ok nè, chút xíu bài luôn. Cho em bay thử thì đâu. Ron 5 inch hả? Không, anh bay Simatic không à. Tại vì đó 5 inch nguy hiểm lắm, chúng người ta nguy hiểm lắm. Ở đây bãi biển đông người mà. Rồi anh đem theo con này, nó không có cáp rồi. Đó thì bạn Hào bay con Mavic 2 Zoom nha các bạn. Đó, đây là một con Lycam cũng khủng long mà đời đầu của DJI nha các bạn. Đó, khá là xịn nha. Đó, bạn Hào cũng chơi rất là xịn các bạn ơi. Đó, còn em tới gì quá đời mãi nói quá đi rồi. Đức tên Đức. Đó, Đức thì chơi con E2 nha các bạn.
Đó, cảm biến rồi, bây giờ cảm biến đứt nó tháo luôn các bạn ơi. Còn hai con mắt không à. Đó, đứt này chơi rất là bạo nè, chắc bay bạo lắm nè. Đó, cánh bọng nó chơi khô máu luôn các bạn. Đó, đứt khá là ổn nha. Rồi thì để đâu cho nó ngay ngay nha, đứt là chơi ok nè. Không được, để trên này nó bay lên là cái là nó. Rồi ok. Bây giờ anh sẽ bay lên trước nha. Đó, GPS bây giờ đang là 32, khá là ok rồi. Đó. Wow 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 wow. Nói chung là lần đầu tiên luôn các bạn ơi, mình đi chơi ở Hà Tiên mà gặp được fan hâm mộ nha các bạn, cũng như là được bay chung live cam thì cũng rất là vui nha. Ok, rồi anh em giao lưu vui vẻ nha. Rồi Hào với đất bay của mình lên đi. Wow, để anh qua trái, để anh qua trái. Wow, clip đi chơi nhưng mà trở thành nó cái buổi offline live cam bất ngờ luôn nha các bạn. Đó. Wow, rồi rồi Đức hạ thấp xuống Đức. Gimbal đang hoạt động Đức ơi, hạ thấp xuống cho thấy bài con online. Thôi, em ra mà kia em quay vô á nó mới gỡ. Wow. Khá là vui luôn các bạn ơi. Đó, lần đầu tiên đi ra Hạ Long Beach các bạn mà gặp được bạn Đức với bạn Hào ở đây. Đó thì sẵn đây quay phim là Đức ra, Đức với Hào đây đứng kế anh nè. Đó thì đây là bạn Hào với bạn Đức nha các bạn. Đó, hai em thì cũng ở Kiên Giang luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Dạ. Ok, thì nếu có dịp mà hai em vô Châu Đốc thì cứ liên hệ với Facebook hoặc là Zalo của anh đó, có để trên kênh Facebook đó. Đó thì anh em mình sẽ giao lưu tiếp nha. Okay. Đó, quay camera quá. Ok rồi, bây giờ chia độ cao thôi nha. Dạ, chứ mà bay không chia độ cao là dễ ăn cám lắm đó. Đó, trước mắt các bạn đó là chính là con ma VIP 2 về zoom nha. Còn bên trái này là DJI E2 nè. Wow. Hôm nay đi chơi mà trở thành chuyến giao lưu live cam luôn chứ các bạn. Rất là hào hứng các bạn ơi. Rồi ok, để anh quay mấy em lại làm cái kỷ niệm cho nó bay ra xa nha. Okay. Hả? Rồi ok, rồi 1, 2, 3 chào bạn nha. 1, 2, 3 chào bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với Mũi Nai Smith nha. Yeah. Đó, hôm nay thì phải nói là thời tiết khá là đẹp các bạn ơi. Đó, bên cạnh đó thì được giao lưu cùng với em Hào, với em Đức ở đây nữa, cho nên là khá là vui nha các bạn. Đó, thì sẵn đây sẽ bay vòng vòng đó Mũi Nai bãi sao cho các bạn xem nha. Đó thì anh đang bay ở độ cao là 28 nha, em canh nha nha. Em 14 nha. Rồi em 14. Rồi Đức 10. Đó Đức 10 nha. Đó ok. Thời tiết hiện tại quá đẹp luôn em Hào ơi. Mình lên cầu vòng mình làm đu đi zoom đi anh. Lên cầu vòng đúng không? Rồi. Rồi ok thôi. Nghĩa lên ok. Cái mic ở đây nè, cái mic ở đây nè. Để cái mic nó đặng. Ủa cái mic này trắng đâu ta? À đây đây nè nè. Đó. Rồi, rồi giờ quảng cáo hai con đi. Trong lúc chờ đạo quảng cáo hai con đi. Đây là các bạn, thằng này là con cưng các bạn ơi. Rồi rồi. Nay đi đâu đây nè em nhỏ, em nhỏ hôm nay đi đâu nói nghe coi, đi đâu? Đi tắm biển. Đi tắm biển với ai? Đúng mà con thích quay nè, thôi quên. Rồi ngóc camera xéo lên, ngóc camera xéo lên. Lên đây. Rồi ngóc qua góc xéo lên. Rồi ok, thì bây giờ sẽ theo cầu của Văn Hào thì mình sẽ lên Mũi Nai biết ra là một cái cú dolly zoom ở trên máy của em Hào nha. Thì nữa em Hào quay xong thì up lên Google gửi cho anh nha, để mà anh ghép vô trong clip hôm nay nha. Ok. Đó thì phải nói là hôm nay khá là vui các bạn ơi. Rồi khi nào ấy xong em cho hay nha, đặng anh kéo live cam về. Okay. Đó, đang bay vòng tròn chữ Mũi Nai biết đó các bạn.
Nói chung bãi sau này khá đẹp hơn bãi trước không Hào? Dạ đúng rồi, bãi sau thì theo nhận định của em thì đẹp hơn bãi trước nhiều. Bãi trước đá đào. Ừ, đá đào đúng không? Rồi bây giờ anh đang hạ xuống độ cao 10 mét nha. Rồi. Độ cao 2 mét. Dạ 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 dạ. Gì? Ta kêu mình phan để anh càng kéo em lấy bài lại cam gần lại ha. Wow 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 wow. Đức vô của mình Đức. Rồi chưa? Rồi chuẩn bị nha. 3, 2, 1, go. Yeah, ok, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng đến với Mũi Nai Biết. Yeah. Rồi. Ok, nó thì sẵn ngoài kia kìa, có dù. Nó đang dù kìa, để anh bay ào ào ngoài anh quay cảnh dù là. Mình can là được mà. Ok, nó thì đây sẽ là cái khung cảnh dù lượn đây các bạn ơi. Ủa này không phải dù lượn, tôi gọi là dù gì ta? Dù bay. Gọi là dù bay nha các bạn. Đó thì mình đang bay với tốc độ sport ra tuốt ngoài này cũng tầm khoảng là 400 mét các bạn ơi, mới tới nha. Nó đang bay trượt theo cho các bạn xem đó. Wow. Rồi vừa bay ra tới đó dù hạ luôn rồi. Hết giờ rồi hay sao á? Không phải rồi. Vô chưa có tăng tốc. Đó. Mấy em có bay chỗ đó không? Có, em đang có thì giữ độ cao nha bây giờ nè. Em 28. Anh lên cao anh lên đang 47 nha. Nhớ nha, can nha, để em thôi nó qua vào một cái là ăn cám heo nha. Câu nói huyền thoại của anh đó. Wow, cái này cũng như là cú sót miễn phí luôn nè. Nó nếu mà hai người này có xem kênh của anh thì có được video chơi dù miễn phí nè. Phải nói là dòng DJI bay rất là sướng nha các bạn. Nói chung là bay cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Wow. Rồi. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. Story's over now, I must conclude.